Tặng quà trên một phiên livestream TikTok là chuyện bình thường, có rất là nhiều người biết. Nhưng tặng quà trên một video bất kỳ hoặc là để nhận được quà tặng trên video thì chắc chắn ít người biết đến. Nếu bạn chưa biết bật tính năng quà tặng trong video TikTok thì xem hết video này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở TikTok lên ha. Tiếp tục các bạn nhấn vào chữ hồ sơ. Tiếp tục các bạn ấn vào chỗ ba gạch góc tay phải màn hình. Ở đây thì các bạn chọn TikTok Studio giùm mình. Tiếp theo thì các bạn chú ý cái chữ kiếm tiền nè. Các bạn vuốt qua. Ở đây nó sẽ có chữ quà tặng trong video. Các bạn ấn vào. Ở đây các bạn ấn vào chỗ quà tặng nè, các bạn bật lên. Đó. Rồi, để mở cái quà tặng trong video này, các bạn phải đáp ứng đủ những cái điều kiện như thế này. Thứ nhất là có ít nhất 10.000 follow. Thứ hai, video phải vượt qua khâu kiểm duyệt an toàn thì mới đủ điều kiện nhận quà tặng. Thứ ba, có tài khoản đang hoạt động trong ít nhất là 30 ngày. Thứ tư, đáp ứng yêu cầu về độ tuổi. Thứ năm, tài khoản không được sử dụng bởi chính chủ, chính trị gia và đảng phái chính trị. Đó, khi các bạn đáp ứng đủ điều kiện như thế này thì các bạn có thể bật quà tặng lên. Rồi ha, rất đơn giản nha các bạn. Với tính năng này, bạn có thể dễ dàng gửi quà tặng, gửi những món quà ảo để ủng hộ và động viên những người sáng tạo nội dung mà bạn yêu thích. Hy vọng video này đã giúp bạn biết cách bật tính năng quà tặng trên TikTok. Đừng ngần ngại gửi những món quà ý nghĩa để lan tỏa yêu thương ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.